Chào mọi người nha. Bữa nay mình tiếp tục chiến đấu ở Thủ Thừa ha mọi người. Nói chung điểm này im nhưng mà giờ người ta trục ruộng rồi mọi người. Nước đục quá không biết cá ăn không, mà thấy ăn móng nhiều lắm. Bữa nay đi với mình là Dũng Bình Tân nha mọi người. Nói chung đây chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe bình an nha. Để có cá mình sẽ quay cho mọi người xem. Tôi lắp nổ người trúng ổ, trúng ổ bớt hơi bớt hơi đã rồi. Rồi để mình gỡ luôn, quá đã quá đã. Thôi rồi trúng ổ rồi mọi người ơi, quá phê quá phê. Rồi để mình gỡ luôn. Thôi rồi mới xuống rồi. Trúng ổ rồi. Trúng ổ luôn, trúng ổ luôn. Quá tê rồi. Trời ơi, sướng 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 sướng. Rồi đỡ mình gỡ nha. Lóc nha mọi người, khai trương cá lóc nha. Trời ơi nó đã gì đâu mọi người. Lóc nha, lóc nha. Rồi để mình gỡ. Đây mọi người. Đây là quá ngon rồi ha. Quá phê. Quá đã mọi người ơi. Rồi, đó là người. Vô nha mọi người, xin âm rồi để mình gửi nha, quá đã. Đồ nữa nha, quá đã mọi người, sướng sướng rồi gỡ luôn nha. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, rớt cá lóc này. Chết rồi.
lóc nữa nha mọi người. Có sướng có sướng. Làm chừng 5 con về về đổ bò ha mọi người. Trời ơi nó đã gì đâu á mọi người. Rồi để mình gỡ nha. Bóc được mọi người. Quá sướng trời ơi, con lành mọi người ơi. Không xảy ra được 4 em hả mọi người. Quá đã. Sướng câu rô dính có lóc không, đã quá mọi người. Rồi để mình gửi nha. Rồi lóc nữa mọi người ơi. Trúng ổ rồi, trúng ổ mọi người ơi. Rồi ơi nó đã. Rồi nó xuống mọi người ơi. Rồi để mình gỡ nha. Quá phê rồi mọi người ơi. Rồi mình gửi nha. Lóc nha mọi người. Ồ, chết rồi. Trời ơi. Đoàn câu có bà chị có đi thăm cái này cái gì á bà chị? Cái lợp đó mọi người nè, mọi người xem. Ôi, 2, 4, 5 con mọi người. Quá tê. Trời ơi, nó đã. Rồi, cảm ơn bà chị nha. Cắt chưa, chị? Xuống. Quá đã mọi người. Đây. Xin âm ha mọi người. Ba ngón mọi người. Để mình gỡ nha. Ba phê. Rô chiên, thả lại mọi người ơi.
ngón, ba ngón. Quá đã mọi người ơi. Tê tái, sướng nha. Tôi nha mọi người. Ôi con Dũng lên cá trê vàng mọi người ơi. Ôi cá trê. Quá đẹp mọi người. Ôi con cá trê mập. Quá sướng, quá sướng. Phải tái lột mình chứ không mọi người. Cái rồi ngon sẽ ớt mọi người, xanh nó quá đã. Để mình gỡ nha. Rồi nha, cá u nâu thì mũi luôn mọi người. Rồi, để mình gửi nha. Con rùa cả. Sướng nha. Đây mọi người ơi. Cái này là quá sướng rồi không mọi người. Ba ngón giờ là quá ngon rồi. Rồi để mình gỡ nha. Mẹ mọi người ơi, mẹ đây. Có đã hả mọi người? Tuyệt quá. Lúc lầm mày luôn. Trời ơi, cá rô chiên. Đi phao, gì đây? Trời ơi, cá lóc. Lên liền, sảy. Đây mọi người. Lên hàng. Ôi ôi, câu rô trê mà dày không, cục khỏe hả mọi người? Làm chuyện chọc con được rồi. Rồi, để mình gỡ nha. Quá đã.
Không, xảy cá lóc bự ớn ra đây đây. À, đó. Ôi. Này chắc xuống quậy cho nó lòi bụng lên. Cái vàng mọi người ơi. Khổng lồ. Mọi người ơi. Ê, đừng có giỡn nha. Ôi, con trai vàng. Quá tê mọi người ơi. Mọi người ơi, nó đã. Không nhưng mà sướng bằng hết mọi người. Mọi người ơi, con cá trai vàng. Ôi, khủng khiếp. Rồi, để mình gửi nha. Rồi, tê tái. Luôn nha, luôn nha. Kết thúc video đây luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video mình nha.